Nguyễn đúng không? Đây. Em tên là Thịnh đúng không? Chọn An thì Thịnh. Chọn Thịnh luôn. Chọn An thì Thịnh. Chọn Thịnh luôn. Thịnh, Thịnh, em là tên gì? Hưng. Tên gì? Chơi ok. Không phải là Hưng. Hưng, em. Chơi ok. Hưng. Đây là hình phạt cho các bạn nam. Các bạn sẽ viết tên của mình ra đây. Viết cái tên của mình á, cái tên mình vừa chọn á. Hồi nãy á, đây là có cơ hội là Ti hay là cái gì qua đây? Nguyễn, Ti hay là Nguyễn. Mà đặt chọn Nguyễn. Tên Ti có hai chữ mà không chịu. Các bạn sẽ viết như thế nào? Các bạn sẽ đứng đối diện với biển như anh và viết dùng cái quá khứ của mình để viết. Ví dụ anh tên là gì? Thịnh đúng không? Đây, coi đây, chữ T, ẻn. Đó là chữ T. Ẻn, ẻn, ẻn là chữ H. Chữ Y nè. Chắc lắm, hẹp. Quay là vui lắm nè. N là ẻn, ẻn, ẻn. Rồi cuối cùng là chữ H. Ẻn, ẻn, ẻn. Rồi, chữ Thịnh. Hồi nãy chữ Tây không chịu. Cộng chữ Nguyễn, bước lên. Nguyễn bước lên. Rồi. Không được quá thứ cho mặt các bạn. Được nghe nè. Được nghe nè. Được nghe nè. Đưa cái quá thứ ra. Chụp ba các em, rồi bắt đầu viết chữ ra. Nguyễn, N, viết. N. Ủa, viết em làm gì vậy? Viết cho Phương Ngàn á. Rồi, chữ G, viết. Đó, chữ G hợp lý. Chữ U, viết. Chữ Y dài, viết. Chữ E, viết. Ba chân xe có dấu ngủ và dấu ngã nữa cưng. Thế nè. Rồi chữ Nguyễn vỗ tay. Thịnh bước lên cưng, nãy mới là mẫu chữ Thịnh rồi. Đưa cái vòng ba siêu hấp dẫn mình ra. Đưa ra nhanh lên. Chuẩn bị 3, 2, 1, viết. Viết cái gì vậy? Ờ, chữ T. Chữ H, viết. Chữ A, viết. Vô đồ chính tạo. N, ơ, vô chấm nữa, vô chấm trên, vô chấm dưới nữa. N, viết. Chữ H, viết. Ok, Thịnh vỗ tay, tới đây Hưng nè. Chữ H, viết đi cưng. Chữ U. Khoan. Rồi, viết cái dấu râu, méo một cái, méo. Tôi viết thời hợp gì? Viết chữ xấu, bắt viết lại, xé, viết lại tờ khác. Viết lại tờ chữ khác luôn á. Chữ U. Chữ N. Bé này chắc ơi, bình thường viết chữ xấu lắm nè. Chữ G. Mày đặt chữ U4, mốt về viết mèo đi. Lên, bạn cuối cùng. Viết. Dễ sạch chữ đẹp, viết. Ẻn, ẻn. Cho viết tên luôn, viết một lèo luôn, không cần phải đọc từng chữ nữa, viết luôn em. À, ẻn, ẻn. Rồi, không đọc được luôn. Ok, vỗ tay luôn, ra được rồi. Bây giờ về hàng, chưa? Về hàng, đến đi. Bây giờ đứa nào mà không thoát khỏi cái sự lừa lọc của anh là lên đây phạt tiếp. Các bạn ngồi xuống, ngồi xuống.